Anh em nha, hôm nay bán hành lý nhanh cho anh em ha, bộ gấp hộp sen của Future 110 nha anh em nha. Thì cái bộ này bình thường mình bán giá nó vào khoảng 800-900 nha anh em nha. Thì hôm nay bán nhanh cho anh em giá là 500 nha. Thì tặng anh em luôn bộ ốc cạc te mới nha. Tặng anh em luôn bộ ốc cạc te mới 100% nha. Thì cái bộ này anh em là đúng hàng zin theo xe, nước sơn zin nha, nước sơn zin còn rất là ok luôn. Đây anh em ha, hai tem đầy đủ nha. Đó, thì bộ này mình bán cho anh em giá 500 nha anh em. Để anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ với mình nha. Thì ở trong nhà nó ngột ngạt quá, cho nên là ra ngoài quay cho anh em, trời thì đang mưa ha. Đó, thì ở đây, bộ này là bao anh em chưa mục lũng hết nha. Bộ này bao anh em chưa mục lũng, rất là đẹp luôn. Đây. Đó. Đây nha anh em nha, chưa mục lũng hết nha. Đó, cái te phía sau còn rất là đẹp nè, te phía sau rất là đẹp nha. Đây quay trong này cho anh em coi luôn ha. Cái này thì nó hơi nói chung là nó cũng hơi bong sơn nhẹ nè nha, nhưng mà bao anh em chưa mục lũng nha, thoải mái sử dụng luôn. Anh em nào phát hiện mục lũng đền gấp đôi tiền nha anh em nha, anh em không phải lo lắng ha, bên mình là có sao bán vậy cho anh em. Nói chung là cả bộ này là mặt tiền rất là đẹp nè. Đó, anh em nào mua thì liên hệ mình nha, giá 500.000 nha anh em, cực kỳ rẻ luôn. Thì anh em nào biết ấy, thì bình thường cạc te này bán cũng phải 500 rồi, gấp 500 nó là 1 triệu nha. Thì hôm nay giảm giá 50% cho anh em, thì còn lại 500.000. Anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ mình nha anh em nha. Đấy, thì trong nhà thì nó bức bối quá anh em, cho nên là ra ngoài quay cho nó mát mẻ ha. Trời thì đang mưa nha anh em nha, mùa này thì nó mưa nhiều. Đó, rồi thì cảm ơn em đã xem clip nha. Anh em nào cần mua bộ này liên hệ mình nha, giá 500. Cảm ơn em đã xem clip rất là nhiều. Số điện thoại của shop 0915 434 973 nha anh em nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Đây phía trên này là còn sơn rất là đẹp này, phía trên này sơn rất là đẹp nha. Bao anh em đúng đồ zin nha, về là gắn cho sử dụng thôi.